khá là mới anh em. Ở chỗ này là cầu ở dân cư nha anh em, ở khúc mé bên quận 8 nha. Cái bữa mình câu là ở cầu dân cư nhưng mà mé bên quận 4 bên kia. Thì nói chung là hôm nay là mình chuyến ở cái bãi này ở cái tới khoảng vài tiếng nha anh em. Rồi mình sẽ quay về Tần Xuân Soạn mình chuyến nha. Nghe nói ở Tần Xuân Soạn cũng có cá tra ha anh em. Thì hôm nay mình sẽ câu tất cả hết là 2 điểm nha anh em. Anh em nhớ theo dõi clip nha. Thì có cá hay không thì mình không biết nữa, tại vì mình vừa ra đây là mình thấy có những cái ghe là người ta đi chích điện anh em. Nhưng mà thì người ta chích do nói chung là cá thì chim và cá nước mà anh em, ai bắt được rồi đó ăn ha. Thì bây giờ mình đợi một xíu cho nước nó im im xíu rồi mình sẽ tạo mồi và mình xuống cần nha anh em, để mình quay sơ sơ cái địa điểm cho anh em ha. Và điểm ở đây cũng khá là rộng và mát nha anh em, có cây cối rồi ha. Và đây là nước, bây giờ thì nước đang rộng ha. Cá thì cũng thấy con cá ục và lẩm bẩm lác đác, không biết cá gì anh em đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ câu ở đây, mình tổn mồi và mình câu ở đây nha anh em. Rồi nè, cái bãi câu nè anh em. Anh em nào biết đặt bãi câu này ra đây câu thoải mái nha, tại vì không có thấy biển cấm gì hết anh em. Ok ha, nè đó nè, cầu biển tự ở dưới kia anh em ơi. Ở dưới kia là cầu biển tự, ở cầu xuống dưới kia. Còn cầu này là cầu chữ cầu gì ta, cầu chữ Y anh em, cầu chữ Y, ngay cầu chữ Y luôn nha anh em. Rồi bây giờ thì mình đợi một xíu nữa coi cho cá nó im lại em, tại vì ghe chích điện nó mới đi qua nên mình không có câu. Rồi mình đợi thôi cho cá nó im lại, nước im lại xíu cái mình xuống cần ha. Ok anh em nhớ theo dõi kênh, đăng ký kênh ủng hộ để mình làm những clip mới nữa nha anh em. Rồi mình đóng mồi anh em ơi, đóng mồi xong rồi mình xuống trước cần ha. Quay lên đây thấy trứng cá chín quá trời nè, trứng cá chín quá trời luôn, để mình hái thử giờ tới mình ăn thôi. Ua, cái này hồi xưa lúc trẻ thơ là ăn cá này nè, chín ghê luôn. Ồ, cái này chín quá là chín luôn nè, cái này tao bảo ăn ghê lắm. Bé một nhành cây tính cá. Wow nè anh em, đây có cái tính cá mát ghê, để mình thưởng thức thử cái món này. Hồi xưa trẻ thơ ai cũng biết cái tái này nha anh em, bây giờ mình sẽ thưởng thức thử ha. Wow nè, ăn nè, nó ngọt gì đâu á. Không nhận cái tái này nó ngọt ghê. Tái chứ. Thôi anh em, dướng gác hay gì? Dướng gác hay gì? Câu dướng gác hay là gì mà quật ghê? Quật đọt không? Chỗ này gác cũng dữ quá. Chỗ này phải câu gì lớn mới được. Thì nhỏ anh tôi. Đau quá. Thôi cứ đợi xíu tính nha anh em. Cái ta anh em ơi. Rồi cái ta nè. Quá đã. Cái ta bự quá. Ghê. Chưa có con nào luôn nè, đứt chì quá trời luôn, gác quá. Chỗ này nói chung là bịch dưới ni lông ở dưới nhiều lắm nè. Sáng này đứt hết 3 cục chì nè, 3 cục chì, 3 cái thẻo. Chưa có ghẻ gì cho nè. Mãi bên kia có lên, thấy bên kia, bên bờ bên kia có lên con cá trà cũng tầm tí mấy hai ký. Mà bạn này không biết sao gác luôn. Giờ mình câu ở trên đây nha anh em. Nước đang lớn nè.
bên kia có con câu nữa. Thôi giờ đeo xíu nữa coi sao nha anh em. Mà hồi chưa giờ cục chà bá luôn, giờ còn được có nhiêu đây. Nói chung đâu hết đây rồi, coi tình hình thế nào rồi tính tiếp nha anh em. Rồi thôi, bữa nay đi câu bất ổn quá anh em ơi. Gác quá trời, đứt chì đứt thẻo tùm lum hết. Nãy giờ mình câu nước cạn queo luôn anh em ơi, nãy giờ mất hết hai cục chì rồi. Nói chung là ở đây có gác kéo lên thì nó vướng mấy bọc ni lông bao rồi đó, dưới đó anh em cá ục à. Ủa cá ục có ghê, giờ mình sẽ câu một cần thôi anh em. Mình nhảy xuống cái cầu thang này, đây có cái cầu thang nè, nhảy xuống mình câu một cần để dễ xử lý nha anh em, chứ hai cần thì mình câu nó vướng gác quá. Cá ục cũng nhiều anh em mà nó chưa có ăn nha. Đó, còn mình cần mình để ở trên kìa, xuống đây mình câu cần thôi. Tình hình không biết sao đây, không biết cá ục ghê luôn anh em. Mà nãy giờ thấy ghe chích điện qua mấy đợt rồi mà thấy con cá ục quá trời luôn, thì mình vẫn câu nha anh em, kiếm cá ta rồi, thấy cá ta gì không biết ục không nữa. Rồi mình hai mồi cái nha anh em, tí có cá mình sẽ quay cho anh em xem nha. Cá ục khủng khiếp luôn nè, ục lủng bủng quá trời. Cá trê hay cá gì cũng ục, bụng bự lắm. Ok nè nè, thôi cũng cần về anh em ơi, đứt chì quá trời, sáng 4 cục rồi, mới đứt cái đó, đứt hai là hai cần hết chì về luôn anh em ơi.